Hello quý vị và các bạn, hôm nay tiếp tục thì là Tiến mình sẽ test tiếp một con đẩy Yamaha V2007 cho một bác Trương ở Yên Mỹ, Hưng Yên. Thì hôm nay mình sẽ test cho bác. Đây là đẩy của bác Trương, bác Trương nhé. Đây em test luôn nhạc cho bác luôn. Đằng sau nhé, quay chi tiết của bác này. Còn cái chiếc áp này bác tùy bác bắt đầu cũng được, đầy được, đầy được. Ở đây viết mốc nhé, để ông thử vệ sinh nào con sạch rồi đánh cái dầu hết. Vâng, đây Tiến BB cũng test nhạc luôn cho bác. Nói chung là chất âm của những đẩy Nhật nó đánh vào những cái đọc loa JB4725 này Tiến đi công nhận là quá hợp luôn. Đánh tiếng nó thì cực tinh mà đánh nó bay tiếng, xé tiếng, nó không có bị trùng tiếng quá nhé. Nhưng tổng đẩy Nhật rất khỏe, đánh là những cái loa Mỹ đánh ấy, lấy loa đánh ra hết chất âm của loa căng chứ không đánh kiểu đang trùng tiếng, nó phải có nghe một bên nữa. Nghe cái tiếng nghe những tiếng chép nó nhặt được từng tiếng luôn các bạn.
đúng lắm, nhưng mà chất âm của những cái đẩy men Nhật hay là men của Mỹ chất âm nó cực kỳ tuyệt vời rồi. Tiếng sạch trong, mở to nó không bị vỡ tiếng, tiếng chắc lịch và tiếng kép thì nhạc tiếng luôn các bạn. Của Lantan, những cái đồ Nhật Mỹ nó định rồi. Thì Tiến BB bán con này là thứ hai rồi, còn một con thôi. Các bác nào có nhu cầu lấy thì liên hệ mê Tiến BB. Còn một con nữa là hết thôi. Đều tâm tắc như nhau, ba con đều tâm tắc như nhau, không con là đẹp hơn như nhau hết con nhé. Các bác nào có lấy thì liên hệ mê Tiến BB. Theo số điện thoại là 0948 388 448. Xin nhắc lại là 0948 388 448. Tiến BB ở Hồ Tàng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Vâng, và bên xin chào tất cả các bác.